Ronaldo lái siêu xe tiền tỷ tới sân tập MU, nhà cái đặt cửa sút penalty hạ Everton. Cristiano Ronaldo đang háo hức săn tìm bàn thắng thứ 6 trong mùa giải năm nay sau khi tái xuất MU. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có một động thái chơi trội đáng chú ý trước trận đấu với Everton ở vòng 7 giải ngoại hạng Anh. Kể từ khi tái hợp MU sau 12 năm xa cách, Cristiano Ronaldo đang cho thấy đẳng cấp gần càng già càng cay của mình. Dù đã 36 tuổi, nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn ghi đến 5 bàn thắng trong 5 lần ra sân mùa này cho Quỷ Đỏ trên tất cả đấu trường. Trong đó có pha lập công đúng phút bù giờ cuối cùng của Ronaldo giúp đội nhà thắng ngược Villarreal 2-1 ở lượt trận thứ 2 bảng F Champions League. Hôm qua, ngày 1 tháng 10, khi thành phố Manchester có mưa khá to, Ronaldo vẫn gây chú ý đặc biệt khi đến trung tâm huấn luyện Carrington cùng các đồng đội tập buổi cuối cùng trước trận MU gặp Everton ở vòng 7 giải ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã lái một chiếc xe hộp thể thao màu xám lướt đi trên mặt đường ẩm ướt. Theo tờ The Sun, chiến mã này của Ronaldo có giá bán lên đến 160.000 bảng, gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị của chiếc xe hơi hạng sang này chẳng thấm vào đâu so với mức lương lên đến 480.000 bảng trên tuần, cao nhất lịch sử giải ngoại hạng Anh mà CR7 đang nhận ở MU hiện tại. Siêu sao người Bồ Đào Nha lái chiến mã gần 5 tỷ đồng đến sân tập của MU lúc trời mưa to. Lúc 18h30 phút tối nay, ngày 2 tháng 10, giờ Việt Nam, Quỷ Đỏ sẽ đón tiếp Everton tại vòng 7 giải ngoại hạng Anh. Đội bóng của tân huấn luyện viên Rafael Benitez đang có 13 điểm sau 6 trận như Man City, Chelsea cũng như MU và chỉ kém đội đầu bảng Liverpool đúng 1 điểm. Vì vậy, nếu thắng ở Old Trafford trong trận đấu sớm nhất vòng 7, Everton thậm chí có thể tạm leo lên chiếm ngôi đầu bảng giải ngoại hạng Anh từ tay kình địch láng giềng. Trong khi đó, tại vòng 6 giải đấu này cuối tuần trước, MU đã thua sút Aston Villa 0-1 cũng tại nhà hát của những giấc mơ khi Bruno Fernandes đã hỏng một quả penalty cuối trận. Gặp đối thủ khó nhằn Everton tối nay, đoàn quân của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer rất muốn giành trọn 3 điểm để tạm vượt mặt Liverpool, Man City và Chelsea nhằm leo lên ngôi số 1 trên bảng xếp hạng. Ronaldo vẫn sẽ là đầu tàu của MU trong trận đấu sắp tới. Một nhà cái uy tín nước Anh đã đưa ra dự đoán về khả năng ngôi sao mang áo số 7 này sẽ ghi bàn từ một quả phạt đền để giúp đội chủ nhà thắng Everton. Với tỷ lệ đặt cược 100:1, đặt 1, đây không phải là một tỷ lệ cao, nhưng vẫn hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Ronaldo đã ghi 5 bàn thắng kể từ khi tái hợp MU, trong đó có 3 bàn ở giải ngoại hạng Anh mùa này, nhưng chưa có pha lập công nào được anh thực hiện từ chấm penalty. Với việc Bruno Fernandes vừa đá hỏng quả phạt đền tại trận gặp Aston Villa hôm 25 tháng 9, có lẽ huấn luyện viên Solskjaer sẽ tính đến việc trao trọng trách sút phạt 11m lần tới cho CR7. Ronaldo từng có 5 bàn thắng, 4 bàn ở Premier League trong 12 lần đối đầu Everton ở giai đoạn đầu khoác áo MU 2003-2009. Đặc biệt, anh từng lập cú đúp giúp Quỷ Đỏ thắng đối thủ này 2-1 cũng tại giải ngoại hạng Anh trên sân nhà Old Trafford ở mùa giải 2007-08. Trong 12 lần gặp Everton trước đây, Ronaldo cũng chỉ một lần cùng MU thua đối thủ mặc áo xanh đến từ vùng Merseyside. Nói về phong độ cao của Ronaldo thời gian qua, huấn luyện viên Solskjaer ca ngợi cậu học trò siêu sao này. Ronaldo đã có một tác động lớn trong và ngoài sân cỏ với toàn đội. 5 bàn thắng trong 5 trận đấu ở độ tuổi của cậu ấy đã nói lên tất cả. Khi bạn được dẫn dắt Ronaldo, cậu ấy luôn là một tấm gương rất tốt cho mọi người. Có thể điều đó sẽ tiếp diễn trong thời gian dài.